Năm vừa qua vậy. Đây là chương trình Phật pháp thắc mắc trên mạng internet qua podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Còn ra nhiều việc. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức cả hội đường. Hôm nay chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma thì theo giáo đẳng biên soạn bài 60 tương hợp thực tánh đối với tâm sẽ do thầy giáo đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp kinh để tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh để tam bảo Nam Mô Bụt Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô phận thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thế gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo luôn. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết là tu trong thiện. Chữ thiện đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Bức thầy giác sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Vào hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 60 tương hợp thuộc tánh đối với tâm, chúng con cũng thỉnh thượng tọa tỷ siêu từ bi giảng nhập bài học của bức thầy giác. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học sang cái phần tương hợp thuộc tánh đối với tâm, có nghĩa là chúng ta học cái phần tâm sở phối hợp tâm. Những bài trước là chúng ta học về tâm, tổng diếp tâm sở. Bây giờ mỗi một tâm sở như vậy nó phối hợp với bao nhiêu tâm, mỗi một khía cạnh nó đều có lợi ích cho chúng ta. Khi mà chúng ta học về mỗi một tâm có bao nhiêu tâm sở phối hợp, để chúng ta biết được, hiểu được cái ý nghĩa của cái tâm đó, bởi vì nó gồm có những thuộc tánh này
thì nó sẽ có cái đặc tính ra sao. Cũng giống như mỗi một loại thuốc, mỗi một viên thuốc vậy, có bao nhiêu cái thành phần tánh dược. Chúng ta biết được như vậy thì chúng ta biết cái công dụng của thuốc để trị bệnh gì. Còn khi mà chúng ta học mỗi một thuộc tánh phối hợp với bao nhiêu tâm là để chúng ta có thể nhận biết được những cái thuộc tánh đó, nó thuộc cái tính chất thiện hay bất thiện, hay là vô ký, nó thuộc động lực hay là không phải động lực. Tức là những cái thuộc tánh nào mà nó phối hợp với tâm thiện được thì những cái thuộc tánh đó là thiện, còn nó phối hợp được với tâm bất thiện thì thuộc tánh đó là thuộc bất thiện, mà hợp với tâm vô ký được thì nó là thuộc tánh của tâm vô ký, thuộc tánh vô ký. Và nhờ như vậy chúng ta mới có thể nhận thức rõ ràng để chúng ta không bị nhầm lẫn khi mà chúng ta học thắng pháp. Mà chúng ta học những con số không đó thì chúng ta sẽ quên. Còn khi mà chúng ta học ở hai khía cạnh này thì tự chúng ta biết đến, nó không có quên. Chúng ta tính toán ra thì cũng dễ. Thì hôm nay chỉ có học trong bài chỉ Thượng Tọa Giác Đẳng chỉ cho chúng ta học về cái bảy cái thuộc tánh tâm biến hành thôi. Sapacitta Sadharana, chúng ta chỉ thường gọi là bảy sở hữu biến hành. Thì thật thì nói chưa đủ, bởi vì Sadharana là biến hành, nhưng mà phải là Sapacitta Sadharana hay Kusala hay Akusala Sadharana, bất thiện biến hành, hay là Sopana Sadharana, tức là tịnh hảo biến hành. Cho nên Sapacitta Sadharana chúng ta phải dịch là tâm biến hành. Bảy tâm sở này chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Thật ra bài học này cũng không có gì, chỉ học ở trong vòng 10 phút là xong hết. Thời gian còn lại thì chúng ta sẽ xem coi Thượng Tọa Giác Đẳng cho chúng ta học thêm cái gì nữa. Bây giờ xin mời cô Lan Nhiều Nguyệt đọc cho bài. Bài đọc thì giảng thì 5 phút xong, còn đọc thì 2 phút xong rồi. Xin mời cô. Một bữa thời gian sát tử, con kính riêng thì tôi tự siêu đã dẫn nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay ở giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 60, tương hợp thuộc tánh đối với tâm. Lưu ý phần này sẽ được giảng trong nhiều bài học. Sự tương hợp giữa tâm và tánh trong bài học trước là mỗi tâm có bao nhiêu thuộc tánh tương hợp. Bài học này nhắm vào mỗi thuộc tánh tương hợp bao nhiêu tâm. Cái nhìn đối ngược này giúp người học hiểu rõ hơn về tâm và các thuộc tánh. Thuộc tánh, bảy thuộc tánh tự tha biến hành. 1. Thuộc tánh xúc phát sắc. 2. Thuộc tánh thọ quê đất na. 3. Thuộc tánh tưởng sanh nha. 4. Thuộc tánh tư chê tạc na. 5. Thuộc tánh giác hướng ê các cấp ta. 6. Thuộc tánh mạng quyền chi vít tinh trí gia chi vít tinh trí gia. 7. Thuộc tánh tắc ý manasikara.
tâm tương hợp với tất cả 121 tâm. Chú thích: tất cả tâm đều có bảy thuộc tánh: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mãn nguyện, tác ý, nên gọi là tở tha biến hành. Những thuộc tánh tở tha thường đóng vai trò cơ năng của tâm. Điều này đôi khi khiến người học không chú ý nhiều như đối với nhóm bất thiện và tịnh hảo. Tuy vậy, một số những thuộc tánh như xúc, thọ, tưởng, tư lại là chi pháp cho những chủ đề quan trọng như duyên khởi, nghiệp báo, thiền chi, vân vân. Những tâm đơn giản nhất như ngũ sanh thức cũng phải có tối thiểu bảy thuộc tánh này. Điều này khẳng định tại sao theo Phật học thì không có hiện tượng của pháp hữu vi, dù vật lý hay tâm lý là sự hiện hữu cá biệt độc lập, mà là sự kết cấu của nhiều nhân, nhiều duyên. Bảy thuộc tánh tở tha biến hành bao gồm ba quẩn: thọ quẩn là thuộc tánh thọ, tưởng quẩn là thuộc tánh tưởng, năm thuộc tánh còn lại thuộc về hành quẩn. Chính vì vậy, mặc dù nói theo bình diện rộng như tạng kinh thì năm quẩn có thể quan sát riêng lẻ, nhưng khi nói theo phương diện vĩ mô của tạng thắng pháp thì bốn là bất khả ly. Nói cách khác, cứ sắc na tâm nào cũng có bốn danh quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Ngữ và nghĩa. Trong môn học thắng pháp, cách phân nhóm và tên gọi rất quan trọng. Thay vì nói tâm thức và vật chất thì gọi là danh và sắc. Danh pháp là hiện tượng tâm lý bao gồm tâm và thuộc tánh của tâm. Do vậy, bốn quẩn thọ, tưởng, hành, thức được gọi là danh quẩn hay tứ danh quẩn. Nên cẩn thận. Khi trở lại những ý nghĩa về thuộc tánh của tâm, người học cần luôn ghi nhớ là có sự khác biệt lớn giữa cách nói vĩ mô và cách nói trên bình diện rộng. Không phân rõ điều này đôi khi tạo nên những vấn đề, thí dụ theo tạng kinh thì xúc tạo nên cảm thọ, nhưng theo tánh pháp tạng thì xúc và thọ đồng sanh trong mỗi sát na tâm. Minh họa, hình ảnh minh họa hôm nay có một hình. Điều đã học, điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Bài học tiếp theo sẽ là tương hợp thuộc tánh đối với tâm tiếp theo. Mời quý vị đại hữu vào trong link này để xem bài học ngày hôm nay. Chánh văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng định thường chánh đẳng từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bụt Đà nhé. Nam Mô Bụt Đà nhé. Kính đại lễ thượng tọa tự siêu, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về một chủ đề mà mới nghe dường như là điều này mình đã học rồi ở trong mấy tuần lễ vừa qua. Khi mà chúng ta nói về mỗi một cái thuộc tánh thì kết hợp được với bao nhiêu tâm. Trong Phật học như là thường thức ở bên ngoài có rất nhiều sự việc mà chúng ta nhìn vấn đề không thể chỉ một chiều, mà chúng ta phải nhìn ngược và xuôi. Thí dụ như là người ta làm thống kê dân số thì người ta đặt ra những câu hỏi là ở tại California thì có bao nhiêu người thuộc tầng lớp lão niên, trung niên, thiếu niên, có bao nhiêu người thuộc diện nam hay nữ, lợi tức thấp, cao hay trung bình, họ phân nhóm ra. Nhưng mà ngược lại thì người ta phải tìm hiểu rằng mỗi cá nhân nó thuộc về nhóm nào. Thí dụ như thỉnh thoảng quý vị nghe người ta đề cập đến những ứng cử viên tổng thống. Những người này thuộc về baby boomer. Baby boomer tức là thế hệ mà sanh ra sau khi địa vị thế chiến chấm dứt. Lúc bây giờ nó có một cái giai đoạn mà người Mỹ họ lập gia đình rất nhiều và sanh con rất là nhiều, từ là baby boomer.
hay là họ cũng có những cái thế hệ tức là millennium, tức là thế hệ của một thiên niên kỷ, những người lớn lên và trưởng thành ở trong giai đoạn năm 2000. Chúng ta mới nghe thì nó chỉ là một cái giảng hiệu bình thường, nhưng mà thật ra ở trong mỗi một cái giai đoạn đó, thì nó cho chúng ta biết là con người đó sanh trong thời gian đó họ thuộc mình giống gì. Có nghĩa là người ta có cái nhìn là một nhóm có bao nhiêu người và một người thuộc về nhóm nào. Mặc dù không phải là chúng ta có hai người khác nhau, nhưng mình nhìn xuôi về nhìn ngược thì điều này nó giúp giúp rất là nhiều khi mà chúng ta nói về một vấn đề gì đó, về khuynh hướng trào lưu chính trị, hay là chúng ta chia ra như là trong văn học thì có khi mình nói về quy nạp, có khi nói chiết trung, nó cũng là một cách từ rộng tới hẹp, từ hẹp tới rộng. Hoặc giả là hồi còn nhỏ chúng tôi học không hiểu tại sao mà Đức Phật người giảng thậm chí nhân duyên thì người nói ngược, xuôi rồi người nói ngược, ví dụ vô hình vô minh chuyên cho hành, hành duyên cho thức, thức chuyên nhân sắc, cho sắc lục nhập như xúc, rồi tới cuối cùng là sanh lão tử, rồi có khi người nói ngược lại là do có sanh nên có lão tử, do có hữu nên có sanh, do có thủ nên có hữu. Đó, người nói ngược lại, cái xuôi và cái ngược đó nó cho chúng ta nhìn sự việc với nhiều góc nhìn, nhìn khác nhau. Đó là cách nhận thức. Và chúng ta đừng bao giờ xem thường. Và mình nghĩ rằng mình thấy nó biết rồi, nhưng mình nhìn từ một góc nhìn khác thì nó cho chúng ta một số điều khác đi. Cũng như là hồi chúng tôi mới qua Mỹ xem tin tức á, thì thường thường tin tức có những khuôn mặt nói chuyện mà chúng ta chỉ nhìn thẳng vào mặt họ từ phía trước thôi. Ví dụ Peter Channing, ông là một người anchorman của ABC. Nhưng mà lâu lâu có cái dịp mà nhìn nghiêng á, nhìn ngang á, thì mình nhận đó là một khuôn mặt khác. Và nhìn thẳng khuôn mặt khác, ngang khuôn mặt khác cũng như một con người đó. Thành ra khi mà mình học, mình đừng bao giờ xem thường cái từ nhiều góc cạnh khác nhau. Đây rất là cần thiết, rất là quan trọng. Thì thứ thì hôm nay chúng ta học 7 thuộc tính đầu tiên là thuộc tính tự tha biến hành, gồm có xúc thọ tưởng tư, nhất hướng và mạng nguyện nhất hiến. Thì nhất hướng mạng nguyện tác ý, xin lỗi quý vị. Thì 7 cái thuộc tính này gọi là tự tha. Đạo tha ở đây có nghĩa là nó đi với tâm bất thiện, đó là bất thiện, nó trở thành bất thiện. Mà nó đi với tình hảo thì trở thành tình hảo, mà nó đi với vô ký thì trở thành vô ký. Thì bây giờ chúng ta lại phải nói đến cái chữ gọi là biến hành. Chữ tự tha nghĩa là nó đi với cái nhóm nào thì nó theo cái tính của nhóm, hoặc là thiện hoặc bất thiện hoặc là vô ký. Nhưng mà khi mà nhóm này gọi là biến hành, có nghĩa là có mặt ở trong tất cả. Dạ, cái chữ biến hành ở đây nghĩa là tất cả. Thì 7 cái thuộc tính này nó có mặt ở trong tất cả tâm, dù đó là tâm khiếp thế hay siêu thế, dù dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dù là thiện, bất thiện, vô ký, có mặt trong tất cả, do đó gọi là biến hành. Có những cái tâm mà đơn giản nhất như là ngũ sông thức thì tối thiểu cũng phải có 7 cái thuộc tính này, do đó chúng ta gọi là 7 thuộc tính biến hành. Thường người học đó, hay có một cái khuynh hướng mà chúng tôi để ý nhiều vị đó là cái nào khó hiểu thì để ý nhiều, hay cái nào mình thích để ý nhiều, còn cái nào tương đối dễ hiểu thì mình học qua loa,
Nhưng mà học như vậy nó rất là tai hại, tại vì mỗi một bài học, mỗi một thứ có nhiều điều để chúng ta suy. Thì thưa quý vị, điều đầu tiên mà chúng tôi muốn tất cả mọi người khi mà học bộ học này nhớ về một cái khái niệm rất ư là quan trọng ở trong Phật pháp, nhưng mà nhiều người lại không có quan tâm nhiều. Đó là chỉ chữ gọi là Phật hữu vi, sankhara. Hữu vi mà ở trong tiếng Việt hay dịch là pháp hành, hay là pháp tập hợp. Chữ hữu vi hay là hành hay là tập hợp á, dịch từ chữ sankhara. Ở trong tiếng Anh họ có cái chữ gọi là, hay gọi là concocted dhamma. Concocted tức là pháp được kết cấu bởi nhiều cái thành tố. Nó không tồn tại đơn lẻ một. Ví dụ như mình nói đến chiếc xe, cái gọi là chiếc xe đó, nó là sự kết hợp của cái sườn xe, của bánh xe, của máy, của hộp số. Chứ mình không thể nào nói cái chiếc xe là lấy cái khung xe không, phải lấy cái máy xe không, mà gọi là chiếc xe được. Chiếc xe đó là một cái kết hợp. Thì trong Phật pháp á, có một điều là tất cả sự hiện hữu của thế giới này, của pháp hữu vi, đều là một cái sự kết cấu của nhiều nhân nhiều duyên. Cho dù đó là vật chất hay là sắc pháp, hoặc là do đó là tâm thức hay là nhân pháp sắc pháp. Và khi mà mình nói một cách chung chung như vậy đó, thì thứ vì thì mình cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà hiểu như thế nào gọi là một sự kết cấu của nhiều thành tố đó, thì phải nói rằng khi chúng ta đi vào trong thắng pháp thì chúng ta mới quyết định rõ, xác định rõ cái điều đó. Ví dụ như ở trong vật chất đó, nó luôn luôn là sự có mặt của tám sắc bất ly. Mà chúng tôi khoan nói đến điều đó, chỉ nói cái khái niệm quen thuộc mà quý vị thường nghe đó là đất nước là gió. Không có một cái đơn vị vật chất nào mà chỉ có hoặc là đất, hoặc là nước, hoặc là lửa, hoặc gió hết, mà luôn luôn là có tứ đại chúng, luôn luôn là có như vậy. Ở trong tâm pháp đó, thì luôn luôn có bốn danh mục là thọ tưởng hành thức. Bốn danh mục này, cái tâm đó, là thức quẩn, còn thọ tưởng hành thì ở đây thọ là thuộc tánh thọ, tưởng là thuộc tánh tưởng, và hành là những thuộc tánh còn lại. Thì hồi nãy chúng ta nói rằng tối thiểu một cái đơn vị tâm đơn giản nhất thì cũng có bảy cái thuộc tánh này, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, định, bằng căn, bằng quyền, tạc ý. Thì trong bảy thuộc tánh này nó đã có ba danh quẩn trong đó. Thọ quẩn là thuộc tánh thọ, tưởng quẩn là tánh tưởng, còn những thuộc tánh còn lại là hành quẩn. Và cái tâm mà nó tương hợp thì cái tâm đó là thức quẩn. Thì như vậy, một cái đặc tính của chư pháp, của tất cả pháp hành đó, là sự kết cấu của nhiều thành tố. Nó giống như là khi mà mình làm ăn thì nó có hai cách. Một đó là mình làm ăn riêng lẻ, một mình làm chủ, thì mình muốn sao cũng được. Mình muốn mở cửa, muốn đóng cửa, mình muốn lên giá, muốn xuống giá, muốn làm này chứ được. Nhưng mà bây giờ mình lập một cái hội, gọi là cái hội đó, thì họ đòi hỏi tối thiểu cũng hai hoặc ba người, tức là có phần hùng. Có phần hùng như vậy đó, mình không quyết định tất cả. Thì ở đây thưa quý vị, một cái yếu tính của tất cả pháp hữu vi đó là luôn luôn là một sự kết hợp của nhiều thành tố. Và đó nó nói lên cái định lý muôn thuở của đạo Phật, gọi là vô ngã, tức là không có độc quyền. Độc quyền là cái gì mà mình muốn, ví dụ như
Mình sinh ra đời, mình ngon lành lắm, cái gì mình tự quyết định lấy. Nhưng mà thứ vị ngẫm lại cho kỹ đó, thì mình có tài là một lẽ, có tiền là một lẽ, nhưng rồi có phải có cái thời gian thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, rồi có người thích hợp, mà mình có nhiều thứ. Cuộc sống nó bất toàn, nó không như ý. Tại vì sao? Tại vì nó là một sự hùng hợp của nhiều cái thành tố. Và trong sự hùng hợp đó, đó mỗi thành tố có quy định riêng, nó phải quy định tất cả. Bây giờ nói đơn giản, ví dụ như nói rằng chứ đây là trụ trì chùa Pháp Luân, chùa Pháp Luân không có cái hội, thì có nhiều Phật tử nó siêu trụ trì một mình thì sư có thể sư cả sư quyết định hết, không phải vậy, không đơn giản như vậy. Khi mà mình làm cái gì đó thì mình cũng phải coi là thời gian cho phép hay không, điều kiện cho phép hay không, rồi quý Phật tử công quả có sẵn sàng hay không, vì điều kiện nhiều yếu tố, chứ phải mình đơn giản mình nói mình muốn về làm như vậy. Bởi có những trường hợp chúng ta nói là lực bất tòng tâm, hay là chúng ta nói về cuộc sống mình phải thích nghi. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu nó có một sự tồn tại đơn lẽ, mà sự tồn tại đó không có bị chi phối bởi nhiều điều kiện, nó không có hùng hạp bởi nhiều yếu tố khác, thì nó dễ lắm, rất là dễ. Thì quý Phật tử sẽ hỏi rằng điều này nó có cái, tại sao phải nói thế? Tại sao phải nói đến cái chuyện mà đơn lẻ và cái sự kết cấu bởi nhiều thứ? Bởi vì thưa quý vị, trong một cái quan niệm rất là phiến diện của nhiều người đó, thì đồng ý là cái thân của mình là do nhiều điều kiện. Đôi khi những điều kiện đó nó không tốt đó, thì cái thân mình bị bệnh. Ví dụ như là mình sinh ra đời thì mình có thể chất, rồi cái DNA của mình là cái tế bào mình là nó được kết cấu bởi di truyền, hoặc là mình ảnh hưởng bởi thức ăn, ảnh hưởng bởi thời tiết vân vân. Nhưng mà người ta cứ nói rằng tâm á, hay là linh hồn, linh hồn là một cái cá thể thường hằng bất biến. Nó là thường hằng bất biến bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là một duy nhất, và đó là cái tinh anh của cuộc sống. Thì cái đó, cái nhìn đó nó không có đúng, nó không có kế hợp với Phật học. Phật học nói rằng dù là vật chất hay tâm thức thì nó luôn luôn kết cấu bởi nhiều thành tố. Và điều này là người học Phật phải biết. Khi mà chúng tôi còn nhỏ vào chùa đó, thì chúng tôi ở gần với sư trưởng. Thì sư trưởng hay nói về điều này, mà lúc đó chúng tôi không có để ý nhiều. Nhưng mà chúng tôi phải, tại sư trưởng nói hoài, tại mình phải nghe. Tại sư trưởng nói là một đặc điểm của học Thắng Pháp, học Vi Diệu Pháp, học Thắng Pháp là thấy rõ bản chất vô ngã, bởi vì thân và tâm nó đều có nhiều cái yếu tố tạo thành, nó không có cái gọi là linh hồn trường cửu, không có gì vân vân. Thì mình nghe nói như vậy thôi. Nhưng mà thứ vì ý niệm đó nó rất là quan trọng trong cái nhận thức, ở trong cái nhìn của chúng ta. Thí dụ như một người họ thường độc đoán là tại vì mình lộn rời con, cái gì quyết định được tất cả. Nhưng mà khi mình sống, mình có hiểu cuộc sống, hiểu đời một chút rồi đó, thì mình thấy rằng mình sống phải nương nhau mà sống. Chứ thể nào mà mình nói rằng cái gì mà mình đòi hỏi phải được, mình muốn phải được. Mình muốn thì cứ muốn đó, nhưng mà rồi cũng phải lắng nghe mọi người, phải tìm hiểu xem hoàn cảnh thích hợp hay không, chứ phải là mình nói mình muốn là được. Ví dụ như chúng tôi trụ trì chùa, chúng tôi muốn để cái tường nó lên chỗ đó, nhưng mà khi mà đặt tường chỗ đó, có người họ nói rằng cái bệ nó chịu không nổi, tại vì nó yếu, và bây giờ mình xây cái bệ phải tốn bao nhiêu tiền nữa, vân vân. Thì mình phải nghĩ lại, chứ không thể nào nói mình muốn mình làm được. Thật ra ở đây cái gọi là cuộc sống, nó là một sự hỗn hợp, là một sự kết hợp của nhiều thành tố. Cái này là một ý niệm rất quan trọng. Mà những thành tố đó là đi theo một cái định luật ngôn thuở là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng diệt. Tức là các pháp do nhiều duyên, nhiều thành tố mà thành, thì nó cũng diệt là do nhiều thành tố. Dạ, cũng do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt. Cái duyên đó là sự hùng hợp, cái duyên đó là sự kết cấu của nhiều tiểu tố. Thì ví dụ bây giờ
Chúng tôi nói một chuyện mà có lẽ là cuối năm thì nói thì quý vị nghe không có phiền, nhưng đầu năm nói quý vị nghe phiền. Giả sử như chúng ta có lớp Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây 20-21 năm rồi chúng ta duy trì, nhưng mà ngày nào đó thượng tọa thì siêu tịch rồi, rồi chúng tôi không làm được mình nữa thì cũng phải nghỉ, rồi những vị Phật tử đã làm đây rồi phải nghỉ, rồi mai mốt có vị khác làm cái khác. Nhưng mà đơn giản là mình không có ai làm một mình hết, mà nó do nhiều cái yếu tố tạo thành, nhiều yếu tố kết thành. Dạ, mà hãy nó có tụ thì có tán, ngọn lửa nó cháy là nhờ cái nhiên liệu, bây giờ nhiên liệu nó hết thì ngọn lửa tắt rồi. Dạ, đơn giản như vậy. Thật ra một trong những điểm rất là quan trọng chúng ta nên hiểu đó, đó là đó là khi mà mình học về thuộc tánh biến hành, tối thiểu một sát na tâm tối thiểu phải có 7 thuộc tánh biến hành tối thiểu, và điều đó cho thấy rằng không có một cá thể nào tồn tại độc lập ở trong thế giới của pháp hữu vi hết. Chúng ta nhớ như vậy, nếu nó gọi là độc lập thì nó không gọi là hữu vi. Hữu vi nghĩa là sự kết cấu của nhiều thành tố, concocted, ở trong tiếng Anh nói như vậy, có nghĩa là đó là sự kết cấu của nhiều thành tố, thì bắt buộc nó là một cái, nó là một cái thế trận gọi là hợp đồng hay là kết cấu với nhau, chứ không thể nào mà nó tồn tại riêng lẻ. Đây là điểm quan trọng. Dù là sắc pháp hay danh pháp, dù là vật chất hay tâm thức, thì luôn luôn là có nhiều thành tố. Một điểm khác mà chúng ta nên nhớ đó là khi mình học thắng pháp, những cái thuộc tánh đó, mới nghe nó chỉ thuộc tánh đó, thì mình đôi khi mình bị cái cảm giác là chỗ rìa, là cái phụ thuộc không quan trọng. Chỉ thuộc tánh không phải là phụ thuộc, thuộc tánh là cái attribute, và cái attribute này đó nó tạo nên cái bản chất của tâm. Nhưng mà nên nhớ những thuộc tánh này đóng những vai trò rất là quan trọng. Dạ, đóng vai trò rất là quan trọng. Chúng tôi lấy một ví dụ như là cái thuộc tánh xúc. Xúc đó là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. Thì chính cái này đó, nó lại nói lên rất nhiều điều cho cuộc sống quan trọng ở trong Phật Pháp. Ví dụ mình nói 12 nhân duyên, có xúc thì duyên cho thọ. Và ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta thấy đơn giản là hễ mệnh tử mà họ còn nhỏ mà ở gần nghĩa địa thì lại bắt chước những cái trò chơi về tan ma ở gần chợ, bắt chước buôn bán, và mẹ mệnh tử thấy con hay họ bắt chước thấy người ta đó, nên phải tìm một cái nơi thích hợp cho con mình lớn lên, vì sau này mệnh tử trở thành một hiền nhân. Chúng ta đọc những quyển sách mà những quyển sách đó nó không có lành mạnh thì tâm của chúng ta không lành mạnh, mà chúng ta đọc những quyển sách lành mạnh thì tâm của chúng ta lành mạnh. Buổi sáng sớm đó, mình thức dậy không nghe kinh, không tụng kinh, không thảo luận Phật Pháp, mà chúng ta sáng thức dậy vô check email thì tâm chúng ta nó bị vọng động, bị phiền não. Tại vì sao? Trong email nó có nhiều chuyện không có tốt, không có vui. Người ta khuyên rằng những người mà muốn đời sống lành mạnh đừng bao giờ check email vào buổi sáng, ví dụ vậy. Thì ở đây thưa quý vị, giữa tâm cảnh và căn cảnh thức gặp nhau và xúc, nó là một cái mắt xích quan trọng của giáo lý duyên khởi. Xúc, chúng ta nói đơn giản được, hay là ở trong bảy cái này có Chetana là tư tâm sở, hay là thuộc tánh tư Chetana. Thì thuộc tánh tư mình nghe một ở trong bảy cái thuộc tánh biến hành, nhưng mà thực sự Đức Phật nói à, cái đó đó là cái tạo nghiệp, là cái đó cái cam á Chetana, tức là cái chủ trương và chủ trương tạo tác, chủ trương hành động Chetana. Hoặc giả là thọ, chúc thọ. Cái thọ ở đây thì nó cũng là một cái thuộc tánh rất là đặc biệt. Tại vì thọ nó không có phải là một, mà thọ nó có năm thọ, là lạc, ưu, hỷ, xả. Thọ là cảm giác. Cái thuộc tánh thọ mà chúng ta thấy tại đây đó, nó chính là thọ quẩn, là một ở trong bốn danh quẩn. Và khi nói đến thọ đó thì nó không đơn giản chút nào hết. Đối với chúng ta, thọ nó là một cái nấc thang để đo cái vui khổ. Ví dụ như là cuộc sống này mà mình có niềm vui nỗi khổ nó liên quan đến thọ. Hoặc giả là người tu tập ở trong tứ niệm xứ thì
Thọ quán niệm xứ là một ở trong bốn lĩnh vực của sự quán chiếu. Thì bây giờ chúng ta đọc nhé, xúc thọ tưởng tư hướng mạng quyền tác ý, mình đọc mình nghe nó gọn, nó đơn giản như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, từng thuộc tánh một nó hàm tàng cả một đề tài lớn, đề tài rất rộng. Ở tại đây đó, khi mà chúng ta học về các thuộc tánh này, đừng nghĩ nó chỉ là cái cơ năng bình thường. Cái đặc biệt ở trong thắng pháp đó, là cho chúng ta biết được rằng có những cái thuộc tánh mà lúc mà nó xuất hiện trong tâm chứ thuộc tánh đơn thuần đó, thì nó không có gì hết. Nhưng mà ở một phương diện nào đó, khi mà nó nổi trội thì nó đóng vai trò quyết định. Thí dụ như chúng ta nói về chi pháp của Bát Chánh Đạo, thì chánh tư duy tức là tầm, thuộc tánh tầm. Hay là chúng ta nói chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định, thì tầm là thuộc tánh tầm. Còn cái tầm ở trong đời sống hàng ngày chúng ta nó có. Nhưng mà khi mà nó có trong cuộc sống hàng ngày đó, nó chưa được tu tập phát triển đó, thì thứ gì nó ở cái hàng mà bình thường. Cũng giống như bây giờ chúng ta nhìn lại những tấm hình hồi còn nhỏ, cách đây mấy hôm đó, thì Sư Giác Quy cứ gửi chúng tôi một tấm hình. Tấm hình đó chụp năm 1976. Và lúc bây giờ thì Sư Minh Giác Giới, Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi đứng trước mặt Sư Trưởng của Đông Chư Tăng. Thì chúng tôi nhìn lại thì ở trong tấm hình đó, một số vị đã không còn, đã mất rồi. Rồi một số vị thì một vài vị hoàng tục, nhưng mà cũng có một số nhiều bây giờ đã lớn lên, có vị thành danh, có vị làm trụ trì có chùa v.v. Thì thưa quý vị, khi mà còn nhỏ mà gặp nhau chụp tấm hình như vậy đó, thì mình nhìn đó, thì sa di nào giống sa di đó thôi, thời đó. Tại vì sao? Vì đúng là chưa phát triển. Nhưng bây giờ khi mà lớn lên làm vai trò này vai trò kia đó, thì quả thật là nó có sự khác biệt. Thì tương tự như vậy, khi mà mình nói là tầm tứ thị lạc định, mà ở trong cái nói việc nó chi pháp đó, thì thuộc tánh tầm, thuộc tánh tứ, thuộc tánh hỷ, thuộc tánh thọ, thuộc tánh định đó, bình thường mình cũng có, nhưng mà nó chưa có nổi trội. Dạ, cho đến khi mình tu tập nó trở thành chi thiền đó, thì lớn dần. Dạ, mà do vậy từng thuộc tánh một, xúc thọ tưởng tư nhất hướng bản quyền tác ý, từng thuộc tánh một nó đều có những cái vai trò rất là quan trọng. Khi mà nó trở thành một cái chi pháp của đề tài gì đó lớn, như chúng tôi nói về Chitana, về thuộc tánh tư chẳng hạn, đề tài rất lớn, là chúng ta phải rất là cẩn trọng cái chuyện này. Người học thắng pháp đó, có thể nói rằng chúng ta có một cái lợi thế là có rất nhiều đề tài mà chúng ta được nhìn qua hai cái phương diện vĩ mô và cái phương diện mà chúng ta gọi là đại loại, hay là nói trên bình diện rộng đó, thì chúng ta nhìn hai cái bình diện khác nhau, chúng ta hai cái phương diện khác nhau đó, hai góc nhìn khác nhau, thì nó gợi cho chúng ta những ý hết sức là cần thiết để chúng ta hiểu thêm về pháp của Đức Phật ở trong nhiều trường hợp. Bây giờ thì khi mà nói về phương diện vĩ mô và bình diện rộng đó, thì chúng ta cũng nên nói thêm một điểm về điểm này. Khi mà quý vị học về lâu về dài đó, thì quý vị thấy là một đề tài lớn trong Phật học, dù là trong Kinh Tạng hay là Thắng Pháp Tạng, đề tài lớn ở tại đây đó là năm uẩn. Và ví dụ mình học ở trong Kinh Tạng nói về vô ngã tướng, nó vô ngã tướng trong cái niệm xứ quan sát năm thủ uẩn.
Lúc mà chúng ta nói về vô ngã tướng, Đức Phật hỏi Trần Phật là này chư tỳ kheo, sắc quẩn là vô ngã, không phải là của ta. Nếu sắc quẩn là của ta thì người đời có thể nói là sắc quẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, sắc quẩn quả thực là vô ngã nên người đời không thể nói sắc quẩn của ta phải như thế này hoặc đừng như thế kia. Rồi Ngài cũng đề cập đến thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Rồi cái phần tiếp theo Ngài cũng hỏi về các thầy cho sắc quẩn là thường hay vô thường. Bạch Đức Thế Tôn, sắc quẩn là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ? Cái gì vô thường là khổ? Rồi biến đổi theo lẽ thường thì có nên cho cái đó là của ta là ta, chẳng của ta chẳng. Thì Bạch Đức Thế Tôn chẳng nên. Và rồi Ngài hỏi về thọ quẩn, Ngài hỏi về tưởng quẩn, hỏi về hành quẩn, thức quẩn. Thì khi mà nói như vậy đó, thì chúng ta nghe nó là cái gì rất là riêng lẻ. Dạ, rất là riêng lẻ. Sắc riêng, thọ riêng, tưởng riêng, hành riêng, thức riêng. Nhưng mà khi chúng ta học vào ở trong thắng pháp, và đặc biệt là học được các thuộc tánh, thì mình thấy rằng trong một sát na tâm, dạ, chúng ta nhắc lại là một sát na là một đơn vị cực vi của tâm chất. Một khẩy móng tay có triệu triệu sát na tâm sự. Thì thọ tưởng hành thức đều có mặt trong một sát na tâm. Không có sát na nào mà thiếu một ở trong bốn danh quận. Cả tất cả sát sát na tâm đều phải có đủ bốn cái danh quận này. Thọ tưởng hành thức. Nói đến điểm này thì chúng tôi nhớ một chuyện rất là vui. Là bên ở Việt Nam có một giáo phái gọi là Phật giáo Khất Sĩ. Thì cái vị thành lập đó là Tổ sư Minh Đăng Quang. Có viết một quyển sách mà được xem như kinh điển của hệ phái Khất Sĩ, đó là Một Chân Lý. Một Chân Lý. Thì thưa quý vị, trong bộ Chân Lý đó, có một bài viết về năm quẩn. Thì chia ra năm quẩn theo cái kiếp sống của con người. Hồi còn nhỏ đó là giai đoạn mình sống với sắc quẩn, là tại vì đó thời gian mà cái thân của mình từ một hài nhi sơ sinh cho đến cái tuổi cập kê trổ mã rồi trưởng thành, là giai đoạn đầu, giai đoạn hồi còn bé đó, là giai đoạn nghiêng về sắc quẩn. Rồi cái giai đoạn kế tiếp đó, là từ thiếu niên mình bắt đầu có cái biết buồn, ở tuổi biết buồn, biết vui. Dạ. Họ còn nhỏ thì sống vô tư, nhưng lớn thì biết buồn, biết vui đó, là cái giai đoạn của thọ quẩn. Rồi sau giai đoạn của thọ quẩn biết buồn, biết vui đó, mình mới đến cái giai đoạn gọi là biết nhớ, là biết vui buồn, rồi biết nhớ, biết nghĩ. Thì cứ là tưởng quẩn. Rồi sau đó bước vào giai đoạn hành động. Và tuổi trung niên là tuổi dám làm, dám sống, gọi là hành động. Và tới chừng già là con người mình sống hiểu đời. Tới tuổi tri thiên mệnh gọi là sống với thức quẩn. Thành ra trong quyển Chân Lý này thì Tổ sư Minh Đăng Quang của giáo phái Khất Sĩ nói rằng năm quẩn con người, tức là mình sống trong năm cái giai đoạn cuộc sống. Thì thật ra chúng tôi có đọc cái đoạn đó hồi nhỏ. Và chúng tôi cũng có để ý gì về những chuyện đó. Nhưng mà có một lần, có một Phật tử ở Dallas, họ nói chúng tôi rằng, họ nói rằng hồi trước giờ họ đọc nhiều bài nói về năm quẩn nhưng mà không thấy ai giải thích dễ hiểu mà hay giống như là Tổ sư Minh Đăng Quang hết. Thì lúc đó chúng tôi cũng không có nhớ hồi nhỏ chúng tôi đọc cái gì về Tổ sư Minh Đăng Quang nói về năm quẩn đó. Nhưng mà rồi người đó nói lại như vậy đó. Thì chúng tôi cũng biết phải nói cái gì với người đó, chúng tôi chỉ mỉm cười thôi. Và sau này có dịp gặp lại thì chúng tôi cũng nói rằng thật ra đó là cái suy luận theo thượng thức. Theo người đời có thể suy luận như vậy được, nhưng mà Phật học thì không có nói như vậy. Dạ. Không thể nói rằng mình nghe thì rất là dễ nghe đó, nghe nó rất là hợp tình hợp lý.
có giai đoạn mình sống với sắc với thọ với tưởng quẩn, thì nói như vậy là hồi còn nhỏ mình sống chưa đủ ngũ quẩn, hay là ở cái tuổi nào mình chỉ sống với hai quẩn ba quẩn. Nếu bị nào mà học Phật học thì nghe cũng hơi tiếng cười, nhưng mà nếu mà học Thắng Pháp còn nghe nó khôi hài hơn nữa, là mình không thể sống với một quẩn, hai quẩn, ba quẩn, bốn quẩn. Thì chúng tôi kể chuyện này ra để quý vị thấy có cái thí dụ về trường hợp là nếu chúng ta không có học kỹ đó, thì đôi lúc đó, chúng ta bị rơi vào trong cái tình trạng là chúng ta chỉ nói về Phật học trong một cái chiều thôi. Nói trong cái chiều ngay cả một người mà học Tâm Tạng Pali mà không biết về Thắng Pháp á, thì cứ nghĩ rằng ở trong sinh hoạt hàng ngày có lúc á, thì sắc quẩn hiện khởi, có lúc thọ quẩn hiện khởi, lúc tưởng quẩn hiện khởi, hành quẩn hiện khởi, thức quẩn hiện khởi. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức luôn luôn có, luôn luôn có. Vấn đề là chúng ta với góc cạnh nào thôi. Lấy ví dụ như là một người quan sát về gọi là thọ quán niệm xứ, mình lúc mình ngồi thiền và cái cảm giác thoải mái thì mình ghi nhận cảm giác thoải mái, nhưng mà rồi cảm giác đau nhức khởi lên là thọ khổ, và mình biết đây là thọ khổ, hồi nãy chưa có bây giờ có, là thọ khổ vừa sanh. Mình ngồi ráng ngồi thêm một chút nữa thì cái đau nhức nó biến mất, thọ khổ gì. Thì cái sanh cái gì cảm thọ, nó không có nghĩa là khi cái đau nhức sanh khởi, nó chỉ có đơn thuần là một cảm thọ, mà thật ra nó là một cái ấn tượng nổi trội. Nó nổi trội lúc đó chúng ta ghi nhận về cảm thọ, nhưng mà trong cái đau nhức đó thì sắc thọ tưởng hành thức nó đều có mặt hết. Vì vậy chúng ta nhớ tại sao mà phần học về thuộc tánh chúng tôi thường đưa ra hai cái nhìn của vĩ mô và cái nhìn trên bình diện rộng. Trên bình diện rộng là nói theo kinh tạng, nói theo thường thức. Nhiều khi cách nói đó nó khiến cho chúng ta phải nhìn vấn đề một cách riêng lẻ, nhưng mà trong trường hợp của vĩ mô thì nó bắt buộc chúng ta là phải nhìn ở một cái tất cả là hỗn hợp. Chúng tôi biết rằng rất là khó tưởng tượng, rất là khó tưởng tượng để nghĩ rằng những cái thuộc tánh này, đơn giản là bảy thuộc tánh này có thể đồng sanh một lúc, rất khó tưởng tượng. Chúng tôi hồi còn nhỏ đó, khi mà chúng tôi mới học Thắng Pháp, chúng tôi có nói sư trưởng nói rằng sao cô thấy kinh tạng hay, là nói riêng ra thì dễ hiểu, nhưng mà nói rằng trong một sát na tâm và có nhiều cái thuộc tánh như vậy, sao con thấy nó khó hiểu quá, nó kỳ cục quá. Thì sư trưởng mới cười, sư trưởng mới nói với tôi, chúng tôi một cái thí dụ và chúng tôi nhớ hoài, chúng tôi chia sẻ thí dụ đó để kết thúc cho bài học ngày hôm nay. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh đưa vào tiểu siêu nói và tới phần thảo luận. Thì thưa quý vị, sư trưởng dùng một thí dụ mà phải nhận là chúng tôi rất là thích và chúng tôi nhớ đời. Sư trưởng nói bây giờ mình nói mình nấu canh chua. Dạ, nấu canh chua. Khi mình nấu mình có nhiều cái nguyên liệu lắm. Mình chỉ riêng là có nước rồi, rồi có me, rồi có bột ngọt, có đường, có thứ này kia làm ra một tô canh chua. Và mình múc cái muỗng canh chua, mình hấp một muỗng canh như vậy đó, mình thấy trong đó nó là một sự hỗn hợp của nhiều cái gia vị, nhiều cái chất. Thì cho dù là một cái muỗng hay là mình lấy cái đầu đũa mình chấm vào, nó còn một ít, hoặc bất cứ là chúng ta lấy cái lông bông nhím mình nhúng vào một chút ít xíu ở trên đầu lông bông nhím thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà khi mình bảo rằng ở trên cái đầu lông bông nhím này nó có me, nó có đường, có bột ngọt, v.v. mình nghe hơi khó tưởng tượng, vì nó có chút xíu thôi, làm sao có. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay đó, các nhà khảo cổ đó, họ nhờ vào những cái
hỏi vào những cái phương cách mà gọi là những cái máy móc về phân chất và phân chất. Thì có nhiều khi trong một cái bình mà họ tìm ở Trung Đông, ở bên Ai Cập, và cái bình đó 7.000 tuổi, 8.000 tuổi, và trong cái bình đó là chỉ là một cái bình khô thôi, nhưng mà còn dính là một vài cái một cái mẫu rất nhỏ, họ đem về họ phân chất ra. Thì trong phân chất đó họ biết được rằng cái người thời đó họ đã ăn món gì, họ đã bị bệnh gì, và đời sống của người ta đó sao. Thì chúng ta nghe cũng hơi lạ đó. Ủa, tại sao chỉ một cái mẫu rất là khô, rất là bé nhỏ như vậy mà họ sẽ biết được? Nhưng mà thưa quý vị, vì đôi khi chúng ta khó tưởng tượng, giống như chúng tôi nói rằng, nếu mà một ít nước thôi, một chút xíu còn dính trên đầu kiếm, và bảo rằng ở trong đó có me, ở trong đó có đường, có bột ngọt, thì mình nghe rất khó hiểu. Một cái bún canh thì hiểu, nhưng một chút xíu ở trong, nhưng mà nó đã trở thành nước canh chua rồi, thì dù một chút xíu rồi nó cũng chứa được tất cả. Thì tương tự như vậy, khi mà một sát na tâm khởi lên, nó có cả luôn luôn, nó không thể thiếu bảy cái thuộc tính biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất hướng mà nguyện tác ý. Thì mình nghe mình khó hình dung, và khó hình dung. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm cái thí dụ mà sư trưởng đưa ra đó, thì chúng ta thấy rằng điều đó nó hoàn toàn phải là như vậy. Bây giờ thì thứ vị chúng tôi chỉ nhắc lại một lần nữa là bảy cái thuộc tính xúc thọ tưởng tư nhất hướng và nguyện tác ý đó, nó là bảy cái thuộc tính tự tha biến hành. Tự tha có nghĩa là nó đi với thiện là thiện, đi với bất thiện là bất thiện, đi với vô ký là vô ký. Gọi là biến hành là vì nó có mặt ở trong tất cả tâm. Trong 121 tâm không có tâm nào thiếu bảy thuộc tính này. Một cái tâm tối thiểu mà đơn giản nhất như ngũ sắc thức cũng phải có bảy thuộc tính này. Cái đó là cái mà tất cả chúng ta phải nhớ. Và bảy thuộc tính cũng cái tâm mà mũi lượt nhất, cái tâm đơn giản nhất như ngũ sắc thức đó, thì bảy thuộc tính này nó cũng được là có bốn danh uẩn. Cái chữ danh ở đây không phải là nổi tiếng, mà chữ danh ở đây chỉ danh sắc. Dạ, ở trong ngôn ngữ Phật học đó, Namarupa. Namá là cái gì có tên gọi mà không có hình tướng, gọi là danh, chỉ cho tâm thức, và sắc chỉ cho vật chất. Thì ở đây gọi là danh uẩn là bởi vì thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm, do đó gọi là bốn danh uẩn. Và bốn danh uẩn này nó hiện hữu gọi là bất khả ly, nghĩa là ở trong một sát na tâm tối thiểu phải có bốn danh uẩn. Không có sát na tâm nào mà chỉ có thọ, hay chỉ có thọ tưởng mà không hành thức, mà luôn luôn là bốn danh uẩn đi chung với nhau. Cái đó là cái chúng ta nhớ. Thì trong bảy sát na này đó, nó đã có ba cái danh uẩn, là thọ là thuộc tính thọ, tưởng thuộc tính tưởng, hành là những thuộc tính còn lại. Và chúng ta nhớ rằng những thuộc tính này đôi khi mình nói một cách rất là vĩ mô thì nó chỉ là một cái đơn vị ly chi ở trong một sát na tâm. Nhưng mà khi chúng ta nói về chi pháp của những đề tài lớn, thì ở đây có những đề tài lớn lắm, rất lớn. Ví dụ Chetana là đề tài thuộc về nghiệp, nghiệp báo là đề tài lớn, hay là Vedana là thọ, nói về thọ quấn là một đề tài lớn. Rồi hay là chúng ta nói về định hay là nhất hướng, nhất hành, nó cũng là một đề tài lớn, xúc cũng là một đề tài lớn ở trong giáo lý dương hệ. Nên người học Phật á, ngoài cái nhìn của vĩ mô và cái nhìn về bình diện rộng á, thì chúng ta càng học, ví dụ như chúng ta học về tâm, học về thuộc tánh á, thì chúng ta hiểu khác. Mà khi chúng ta học về sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh, chúng ta lại có cái nhìn khác. Và khi mà chúng ta học các đề tài, ví dụ trong tương lai chúng ta học về dương hệ, thì chúng ta sẽ thấy rằng những điều này nó đóng vai trò rất là đặc biệt. Bởi vì một cái thú vị của cái bản cái biểu đồ chư pháp á, dạ, khi cái biểu đồ pháp là cũng mà chúng ta xào tới học trong mỗi một giai đoạn, thì chúng ta sẽ có thêm một cái nhìn, một cái hiểu mới. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây, và
bây giờ để cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng bài tiếp theo và giảng phần tiếp theo, và sau đó chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Trước khi chúng ta có những câu thảo luận trong thời gian chờ đợi, chúng tôi có một đôi điều để chia sẻ với quý vị. Thực ra thì nội dung bài học thì chỉ có tóm gọn, chỉ có bảy tâm sở biến hành phối hợp với 121 tâm. Thì Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng, đã trình bày hết rồi. Chúng tôi có nói thì chúng tôi cũng chỉ lặp lại thôi. Ở đây thưa quý vị, trong cái danh và sắc, thì khi mà một vị hành giả tu tập nhận định danh sắc, thì ở đây có ba điểm mà vị hành giả sẽ nhận ra danh ở trong thân này bằng ba cách. Đó là xúc, thọ và thức. Vị hành giả ghi nhận chánh niệm, niệm hơi thở hay là niệm bất cứ cái gì trên thân này, như là thân có niệm xứ thì niệm thân thể trược, niệm 32 thể hay là niệm hơi thở. Thì những cái tánh thô phù, cứng, mềm, hoặc nóng hoặc lạnh, cái đó nó thuộc về tứ đại, ngay cả hơi thở của mình. Thì đó là nhận ra sắc trước. Mà vị hành giả khi mà hơi thở đi vào mũi do cái sự cảm xúc, cái tánh cứng mềm đó, hay tánh nóng, ở đây tức là cái hơi ấm, lạnh tức là mát của hơi thở ở nơi chót mũi,
do cảm xúc nhận được, có hơi thở ra, có hơi thở vào, thì xúc này nó có thọ tương ưng, gọi là tưởng thọ quẩn, có tưởng tương ưng gọi là tưởng quẩn, nó có tương tương ưng gọi là hành quẩn, và có tâm tương ưng gọi là thức quẩn. Như vậy thì nhận ra sắc và danh qua thọ, bởi vì thọ tưởng tư tâm đó là danh. Xúc thọ tưởng tư tâm thuộc là danh. Còn nếu như hành giả ghi nhận cảm thọ, thí dụ như niệm hơi thở, hơi thở ra, hơi thở vào, thì ngay trong lúc đó đó, hành giả ghi nhận có hơi thở ra, hơi thở vào với sự cảm nhận, có sự cảm giác bởi sự kích thích của cái hơi thở đi vào, mình dễ chịu hay là khó chịu, thì như vậy gọi là ghi nhận qua cảm thọ. Thọ này nó có tưởng tương ưng, có xúc có tư tương ưng, thọ đó là thọ quẩn, tưởng đó là tưởng quẩn, sư đó là đại diện cho hành quẩn, và tâm tức là thức quẩn. Hoặc là nhận diện cảm thọ qua nhận diện danh sắc qua thức. Khi mà hơi thở ra, hơi thở vào, ở trong hơi thở đó và trong cái đường dẫn của hơi thở đi vào trong thân đó, thì nó đã có những cái đặc tính của tứ đại. Như vậy gọi là sắc. Tâm ghi nhận được cái sự hiện hữu của hơi thở ra hơi thở vào, thì tâm đã hiển nhiên là thức quẩn. Thức này có thọ tương ưng gọi là thọ quẩn, có tưởng tương ưng là tưởng quẩn, xúc tư tương ưng vậy gọi là hành quẩn. Thì hành giả sẽ kết luận đây là danh, đây là sắc. Cho nên khi mà chúng ta học về bảy cái sở hữu biến hành đó, thì chúng ta thấy ở đây có đủ ba quẩn: thọ là thọ quẩn, tưởng cái tâm cái thuộc tánh tưởng là tưởng quẩn, và xúc tư nhất hành mạng quyền và tác ý, cái đó là hành quẩn. Thì ở đây thưa quý vị, hôm nay khi mà chúng ta học về những cái thuộc tánh phối hợp với tâm đó, thì chúng ta học về tợ tha biến hành đó, thì chúng ta nên biết rằng một tâm tối thiểu như là tâm ngũ xung thức, nhãn thức, vị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân, tối thiểu cũng có bảy sở biến hành. Và bảy cái tợ tha biến hành này nó phối hợp với 121 tâm, và bảy tợ tha biến hành này chỉ với bao nhiêu đó là nó đủ thuộc về ba danh quân tâm sở, ba danh quân cộng với thức quân là cái tâm mà nó
nó tương ưng, thì như vậy là tất quẩn là bốn danh quẩn. Bảy tâm sở biến hành này là bất khả ly, chúng không thể lìa nhau, phải có phối hợp đủ, đủ cả bảy, và chúng tương ưng với tâm mà luôn luôn phải có. Cũng giống như là sắc pháp đó, thì có tám cái sắc quốc ly, tức là bốn đại đất nước lửa gió, rồi màu, tức là cảnh sắc, màu, mùi, vị và thực tố, tức là chất ô giá hay là vật thực nội. Tám cái đó đó gọi là bất ly. Ở quý đi phù gác, ở rô gác, đối với bọn sắc pháp. Thì bảy cái tâm sở biến hành đó, bảy tâm sở tự thân biến hành, nó cũng là bất ly đối với tâm biệt. Đây là những điểm mà khi một người học quy dự pháp là chúng ta phải nắm cơ bản về danh, về sắc. Danh thì có bảy cái tâm sở bất ly tâm, còn sắc thì có tám cái sắc bất ly sắc, bất ly bọn sắc. Nhờ học mà so sánh như vậy đó, thì chúng ta mới có thể nhớ được căn bản. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin cung kính thượng tọa Nhất Đẳng trở lại điều học phần thảo luận của chư tăng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trước chúng ta thầy sư. Bà thi thầy sư, chúng ta có thể giảng về ý nghĩa này là ở trong tạng kinh, hay là khi mà chúng ta học về duyên khởi đó, thì chúng ta nói là xúc duyên cho thọ, rồi thọ mới duyên cho ái, hay là chúng ta nói nhãn xúc sở sanh thọ, dĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, vân vân. Thì khi mà nói xúc duyên cho thọ đó, thì người ta hiểu rằng có xúc sanh, xúc sanh khởi, rồi thọ mới sanh khởi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về tương hợp tâm thuộc tánh và xúc và thọ thì nó đồng sanh, và nó đồng sanh và đồng diệt á, thì có nên nói là xúc duyên cho thọ hay không? Thì kính xin thưa thầy Hoan Hỷ trở lại để giảng rõ về điểm này, kính thưa thầy. Thưa Nam mô Phật Thầy. Kính bạch trên tâm đức, kính thưa quý vị, khi nói đến duyên trợ thì không hẳn là tạo ra, không hẳn là tạo ra, bởi vì có nhiều duyên
như là nhân duyên, cảnh duyên, cảnh thượng duyên, không sinh duyên, tương duyên, bất ly duyên, không có nấu cái đại khái gì. Vị thời vị duyên thì nó tạo ra, nó tạo ra quả, thì cái đó là tạo ra được, vân vân. Thì ở đây khi mà nói đến xúc duyên thọ, nó có hai trường hợp. Nếu mà xúc duyên thọ là cái tâm sở xúc và tâm sở thọ tương ưng trong sắc na tâm, thì xúc duyên cho thọ đó là câu sinh duyên, nghĩa là nó chỉ làm cái hiệu ứng cho thọ thôi, xúc làm hiệu ứng cho thọ. Còn cái trường hợp khác như ở trong tầm nhận nhân duyên đó, khi nói đến xúc duyên cho thọ thì trong trường hợp nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, chạm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì chính do có sự mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ như vậy đó, cho nên thọ hỷ, thọ xả, khổ lạc ưu hỷ xả, hay là khổ lạc, phi khổ phi lạc, nó phát sanh lên. Cái trường hợp này được gọi là thường cận y duyên, bất cơ tổ bình sĩ giác, bất chi giác. Vì thế khi mà giảng về thập nhị nhân duyên, từng mắt xích xúc duyên cho thọ, chúng ta cũng phải nói ở hai khía cạnh là câu sinh duyên và thường cận y duyên. Nhưng mà theo lý của kinh tạng thì Đức Phật càng muốn đề cập đến, Đức Phật là đề cập đến cái thường cận y duyên. Thí dụ như có những người họ nhìn thấy cảnh sắc, do nhãn xúc đó mà họ phát sanh lên, họ khởi lên cái sự hạnh phúc hay đau khổ, họ vui hay họ buồn khi thấy cảnh sắc. Thì như vậy cái trường hợp này gọi là xúc duyên cho thọ. Hoặc là khi nghe tiếng quý vị, mình nghe người ta khen ngợi thì cái thọ hỷ nó khởi lên. Mà nghe người ta chê mình, người ta chê bai phỉ báng thì thọ ưu nó khởi lên. Thì trong trường hợp đó cần phải hiểu rằng là xúc duyên cho thọ, nhãn xúc hay nhĩ xúc nó duyên cho thọ. Thì ở đây đó, chúng ta đều có cả hai trường hợp. Trong giáo lý duyên khởi, cụm từ mà nhãn xúc sở sanh thọ hay là nhĩ xúc sở sanh thọ đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu là
chakhu sampasaccha vedana. Thì chát ở đây có nghĩa là chanati. Vedana là thọ, thọ được sản sanh bởi nhờ nhãn xúc. Thì trong trường hợp đó là chúng ta phải hiểu theo cách là thường cận y duyên. Còn nếu như mà chúng ta nói đến xúc thọ đồng sanh trong một sắc na tâm, thì xúc không có tạo được thọ, nhưng mà nó trợ duyên được cho thọ, nó trợ được cho thọ. Cũng giống như khi người ta bước đi bằng hai chân, thì cái chân phải, chân trái, cái chân phải bước tới đạp xuống, rồi cái chân trái mới dỡ lên và đạp xuống, cứ đi tới như vậy. Thì ở đây cái chân phải trợ cho, nó duyên cho cái chân trái, và chân trái nó lại duyên cho cái chân phải. Nhưng không có nghĩa là cái chân trái nó tạo ra cái chân phải, hay tâm chân phải nó tạo ra cái chân trái, mà nó chỉ là cái sự trợ duyên thôi. Nó một trợ duyên. Hoặc là như một bánh xe, bánh xe ở trong chiếc xe nó đang lăn. Khi mà đang lăn bánh như vậy đó, thì nhờ hai bánh trước, nhờ cái bánh trước lăn đi, thì bánh sau nó mới lăn đi. Cho nên cái sự trợ duyên của các pháp chúng ta phải hiểu trong trường hợp nó câu sanh, là nó chỉ trợ nhau bằng cách đó, trợ nhau bằng cách đó được. Chứ không phải là nó trợ bằng cách là bất ly duyên. Nếu mà trợ bằng cách bất ly duyên á, gọi là quý cơ tác. Nó trợ bằng cách là ly duyên, quý cơ tác, bất chi giác. Thì trong trường hợp đó thì nó diệt rồi, nó mới trợ cho cái kia sanh lên được. Năng duyên diệt rồi thì mới trợ cho sở duyên sanh lên. Thì trong trường hợp này, nhãn xúc, nhĩ xúc, khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, vừa thấy xong, vừa nghe xong, thì cảm thọ khởi lên. Thì trong trường hợp đó, đó là chúng ta nói ở một cái ý niệm, một cái khái niệm, một cái khái niệm là thường cận y duyên, hay là nó thuộc bất ly, nó thuộc về ly khứ duyên. Cho nên ở đây trong trường hợp này mà câu hỏi thượng tọa Giới Đẳng Quỳnh nêu, thì chúng ta nó có cả hai trường hợp. Nhưng mà chỉ có cái trường hợp là thường cận y duyên, thì lúc bây giờ xúc nó mới sở sanh thọ. Còn nếu là trường hợp câu sanh duyên, thì xúc chỉ trợ cho thọ, xúc chỉ trợ cho thọ thôi, nó trợ duyên cho thọ chứ không có sản sanh ra thọ. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái vấn đề. Xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình thượng tọa tiểu sư. Bất thiện tọa tiểu sư xin hỏi thượng tọa một câu nữa rồi thỉnh thượng tọa đi nghỉ.
sau đó Chư Tăng sẽ lo. Bây giờ tập từ siêu, tại sao thí dụ như là người học thấy có cái thủ tánh tư, tư có khi chúng ta hiểu là nghiệp chứ là tư, và khi tư là nó có tất cả là chủ trương tạo tác, nhưng mà rồi ở trong những cái tâm rất là bụi lượng như là ngũ sông thức chẳng hạn, thì cũng cũng có thủ tánh tư ở trong đó, thì điều này người ta sẽ khó hiểu là đáng lẽ cái thủ tánh tư nó chỉ có trong những cái tâm xử lý, tâm savana thôi, tâm động lực, tâm xử lý thôi, nhưng mà tại sao bất cứ tâm nào cũng có thủ tánh tư được? Kính thỉnh Sư Tổ Hoan Hỷ trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì cái định nghĩa chủ trương tạo tác, chúng ta nghe cái chữ tạo tác là do cái chữ dịch, việc dịch nghĩa của chúng ta khi mà chúng ta dịch nghĩa như vậy đó, chúng ta phải nói thêm nữa thì chúng ta mới hiểu, không có bị nhầm lẫn. Còn nếu như mà chúng ta chỉ lấy cái câu, lấy cái từ mà từ dịch của chữ Chaitanya đó, thì chúng ta mới có thể hiểu, hiểu nhầm. Từ nó đóng hai cái vai trò, mặc dù cũng có câu Phật cô nói rằng là Chaitanya hằng phích của quê cầm măng của Đạo Biết. Này các tỳ kheo, ta nói Chaitanya tư là nghiệp cầm mát, nhưng ở đây cái chữ cầm mát chúng ta phải hiểu theo trong bát thanh nát duyên hệ, thì chúng ta biết cầm bát bát chì giác có hai, sa cha tát bát chì giác tức là câu sanh nghiệp duyên, và na nát khai nê ca cầm bát chì giác tức là dị thời nghiệp duyên. Từ trong cái vai trò câu sanh nghiệp thì dùng cho một cái sắc na tâm đơn giản, nhưng mà hễ nó có các sở hữu khác, có các cái thuộc tánh khác đồng sanh tương ưng với tâm đó, như là trong ngũ xung thức, trong tâm nhãn thức chẳng hạn, thì bảy cái tâm sở biến hành tạo tha, trong đó có tư. Tư nó sẽ đề đốc cho, nó thúc đẩy cho sáu cái tâm sở còn lại là hoạt động. Hoạt động trong cái việc biết cảnh, hoạt động trong việc biết cảnh sắc. Thì dù lớn, dù nhỏ, dù nhiều, dù ít, thì tư nó đóng cái vai trò, nó đóng cái vai trò đó. Cũng giống như khi mà người ta uống thuốc, thường thường thì ở trong thuốc Tây chúng tôi không biết sao, chứ còn Đông y có những cái thuốc đó, thưa quý vị, người ta phải cần có cái chất dẫn, cần có cái chất dẫn. Chẳng hạn như uống thuốc muốn dẫn cho nhanh đó, thì người ta uống với nước ấm, nước nóng, hoặc là người ta uống với, người ta ngâm với rượu, pha với rượu để làm cái chất dẫn, nó làm cho các cái tấm dược khác ở trong cái thang thuốc đó nó dẫn vào trong cơ thể nhanh chóng.
mà nó không loại trừ ra, nó không có bị loại ra. Thì cũng như thế nào ở trong một cái sắc na tâm tối thiểu cũng là 7 cái tâm sở tạo thân hữu hành, thì tư đóng cái vai trò giống như là nó làm cái chất dẫn cho các cái tâm sở đồng sanh với nó để hoạt động. Nếu như không có tư thì như vậy các cái tâm sở khác thì nó chỉ nằm yên đó, nó không có hoạt động được, bởi vì không có ai chủ trì, không ai chủ trì, không có ai đề đốc, không có tâm, không có cái thuộc tánh nào đề đốc hay là dẫn, giống như là rượu mà nó dẫn cái chất dẫn thuốc lan tỏa trong cơ thể vậy đó. Thì ở đây chúng ta phải hiểu cái vai trò của tư ở được gọi là Sahachatakamapajaya là như vậy. Còn cái trường hợp mà chủ trương tạo tác có vẻ như thuộc về tâm xử lý Chavana ở đây đó là những cái tâm có thể tạo nghiệp. Chúng tôi nói có thể tạo nghiệp là bởi vì ở trong Chavana vẫn có tâm tố Kriya, tâm của vị A-la-hán, tâm đó xử lý cảnh nhưng mà không có tạo nghiệp. Cũng như hạt giống là để gieo trồng trên đất cho nó nảy mầm, nhưng mà không phải bất cứ hạt giống nào khi mà gieo xuống đất nó đều nảy mầm được. Trong cái ná thì nó tạo ra quả. Như thường thường chúng ta học tánh pháp á, thì trong 7 cái sắc na cho cái ná động lực, sắc na thứ nhất thì nó tạo ra quả ngay trong kiếp hiện tại này, được gọi là hiện báo nghiệp. Cái sát na động lực thứ 7 thì tạo ra cái quả, tạo ra tâm quả trong đời kế tiếp liền theo kiếp này, gọi là sanh báo nghiệp. Còn nếu còn năm động lực giữa thì nó sẽ tạo ra quả đời thứ 3 trở đi trong suốt dòng sanh tử luân hồi. Như vậy thì được gọi là aparapara vedanijakama, tức là hậu báo nghiệp. Phân định là phân định như vậy, nhưng mà 7 tâm động lực cho quanh nó mà thuộc về tâm tố kriya thì hoàn toàn không trở thành hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp nữa. Thì như vậy ở đây đó, trong trường hợp mà Chaitanya nó nằm ở trong những cái tâm động lực như là động lực bất thiện, động lực thiện, thì nó sẽ xử lý cảnh và tạo ra quả dị thục, được gọi là là nakhadeka cầm ở cái chế giá, tức là dị thời nghiệp duyên, ở trong cái vai trò dị thời nghiệp duyên. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tương tự có mặt trong 121 tâm, đã tương ưng với 121 tâm hết. Nhưng mà khi nó có mặt, khi nó tương ưng với 12 tâm bất thiện và 37 tâm thiện đó, nó tương ứng với 49 tâm đó, thì nó đóng hai vai trò.
khi mà nó tương ưng với tâm đó, ở trong sát na tâm thiện, sát na tâm bất thiện đó, thì nó đóng cái vai trò là đề đốc cho các pháp đồng sanh xử lý cảnh. Và một cái vai trò nữa là nó tạo ra cái chủng tử, nó làm cái chủng tử để tạo ra cái tâm quả, tạo ra tâm quả quý bà cá, tâm quả di thục. Còn ngoại trừ bốn chính tâm, những tâm còn lại, những tâm còn lại tức là 52 tâm quả và 20 tâm tố cũng có chetana, nhưng mà chetana trong cái vai trò chỉ là chất dẫn, tức là nó đề đốc cho các pháp đồng sanh, tức là các tâm sở đồng sanh với nó để mà làm việc hoạt động, để mà hoạt động trong cái việc biết cảnh mà thôi. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái câu hỏi số 2 của thượng đệ đã nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình thưa tòa thượng sư. Bây giờ tại tỉnh thưa tòa thượng sư đi nghỉ, thượng tọa pháp đăng ở thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thơ số 3. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Tê Quyền, giờ thấy thượng tọa pháp đăng rồi. Thượng tọa pháp đăng ở trong thắng pháp có một điều mà chúng ta thường thấy đó là có những cái thuộc tánh lúc bình thường thì nó không có gì hết, nhưng mà lúc được tu tập rồi thì đóng vai vai trò rất là quan trọng. Ví dụ chúng ta nói rằng thuộc tánh về dục, khi mà nó có mặt ở trong các tâm bình thường nó không ra gì hết, nhưng mà khi thành dục như ý túc, dục thần túc thì lớn việc, hay là cần, hay là cần, hay sự tinh tấn, cái cần bình thường, và khi mà mình tu tập nó thành chánh tinh tấn, hoặc là cần thần túc, thì gần giác chi thì nó là lớn chuyện. Thì chỉ đó chỉ cho một vài khái niệm là từ cái rất bình thường mà trở thành một cái yếu tố quan trọng đó, người ta cần cái gì để làm nên điều đó. Xin kính thỉnh thưa đọc. Hello. Khi mà những cái thuộc tính như mà thượng tọa nói đó, thì những cái thuộc tính đó mình có thể hiểu khi mình tu tập nó cũng giống như một cái thói quen. Cái thói quen tu tập đó nó cũng giống như là cái người mà rót dầu hay là người bắn tên vậy. Họ bắn thường, họ rót dầu thường. Thì nếu mà nói về những cái pháp như là cần thần túc hoặc là dục thần túc đó, là cái sự ước muốn, ước muốn. Và chúng ta biết rằng cái sự ước muốn đó là muốn nói đến cái tâm của mình ước muốn cái điều đó. Mà khi mình ước muốn cái điều đó đó thì mình phải tạo những cái điều kiện. Ví dụ như mình nói rằng cái cần thần túc mà nó có đó, vì mình xa rời những cái người mà lười biếng, mình gần gũi những cái người mà siêng năng, rồi mình nỗ lực tu tập mà mình giữ những cái thiện pháp mình đã tu tập được, xa rời những những cái nguyên nhân, những cái điều kiện mà làm cho mình không có tinh tấn, không có nỗ lực. Như vậy thì rõ ràng là cái tâm mình lúc nào cũng nỗ lực về cái sự tinh tấn nỗ lực đó. Mình xa rời những cái điều kiện mà làm cho mình
lui sụp, gần gũi những cái điều kiện mà để cho mình nỗ lực tạo, mình gần với mình tạo những cái điều kiện gần gũi để cho mình nỗ lực, rồi mình cố gắng, mình thôi thúc, mình tu tập thêm, rồi cố gắng gìn giữ những cái sự siêng năng, những cái thời khắc mà mình thường hành trì đó. Ví dụ một cái người mà tinh tấn đó, thì họ phải tự lập ra được cái thời khóa biểu để tu tập, và họ nỗ lực để vượt qua những cái khó khăn trong cái thời gian họ tu tập. Thì như vậy nên cái cần thận túc nó trở thành cần túc vì một cái sự siêng năng. Mình thấy một cái người trở thành thể hình đó, thì cũng là một con người thôi, nhưng mà khi họ tập điều đặn thì họ trở thành một cái người có cái thể hình đẹp. Cũng là con người, nhưng mà không có tập đó, thì mình không có thể trở thành những người có cái thể hình đẹp. Nhưng mà khi mình tập rồi đó, thì mỗi ngày một chút nó trở thành cái sự luyện tập, nó trở thành quen. Mình thấy đơn giản, mình thấy giống như là mình nói rằng mình làm một cái chuyện gì mình làm thường, làm quen đó, thì cái người khác cũng là cái người đó. Nhưng mà khi mà họ không có làm quen thì họ thấy họ làm chuyện đó nó rất là khó khăn đối với họ. Nhưng mà đối với người kia thì nó trở thành rất là quen, rất là dễ, rất là chuyên nghiệp. Thì nó cũng giống như là cái cần thần túc hoặc là dục thần túc vậy. Bởi vì dục là cái sự ước muốn, mà cái người đó ước muốn được thần thông thắng trí hay là đạo quả đó, thì cái sự ước muốn đó phải có những cái điều kiện mình thực hiện những cái ước muốn đó, mình gần gũi những người đạt được những cái thần túc đó. Mình biết nghe và khéo thu góp những cái sự kinh nghiệm, và mình cố gắng nỗ lực để vượt qua những cái sự mà làm trở ngại. Mình thấy đơn giản như là những cái người mà họ luyện tập cũng vậy. Mới đầu thì họ cũng phải tạo một cái cơ bản cho bản thân của mình, và họ phải tập luyện siêng năng, rồi họ phải vượt qua những cái sự khó khăn, họ phải được cái sự động viên của cái người thầy, họ thấy được những cái người mà họ có cái thể hình đẹp, cái thân hình đẹp do họ thường luyện tập cái cách thể hình. Thì con nghĩ rằng nhá, cũng là một cái con người, nhưng mà họ trở thành người có cái thể hình đẹp, nó cũng giống như cần túc hoặc là dục cần túc vậy. Cũng là một cái pháp mà cái người đó phát triển được, cũng là cái pháp đó, nhưng mà người ta không phát triển được. Nói như vậy thì mình thấy rằng đối với Đức Phật thì nó có nhân có duyên, có nghĩa là có những cái điều kiện mình gọi là nhân duyên, đó là những cái điều kiện. Ví dụ mình nói rằng nhân duyên thì có nhân vô tham, vô sân và trí tuệ, thì cái đó là nhân thiện. Thì những cái điều kiện đó nó có mặt, nên mình gọi là cái pháp thiện, hay là cái nhân thiện, hay là cái thiện, thì nó là những cái điều kiện mà nó có mặt. Thì con nghĩ rằng một cái người mà có cần thần túc hoặc là dục thần túc đó, là những cái điều kiện để phát triển được cái dục thần túc hay là cần thần túc. Những cái điều kiện đầy đủ, thí dụ mình nói rằng cái cây sầu riêng này nó không trở thành cổ thụ, người ta nói như vậy, nhưng mà thật sự nó có thời gian 5 tháng, rồi nó có đất, có nước, có phân, rồi nó không bị tổn hại nó, thì nó trở thành một cái cổ thụ thôi. Cũng như mình coi trong kinh Trung Bộ mà cái sợi, cái hộp giống dây leo mà nó rớt xuống mà bị thọ thần sợ. Nhưng mà những người kia họ khuyên đủ thứ hết á, họ nói có thể bị con này ăn, con kia ăn, có thể bị mục, bị mối, bị hư này cái nọ, nhưng mà những cái điều kiện đó nó không có. Và cuối cùng thì cái dây leo nó bao phủ lên cái cây cổ thụ. Thì nó cũng giống như vậy, mình nói rằng
chỉ là một cái hạt giống thôi, nhưng mà nó có điều kiện đầy đủ đó, thì nó trở thành một cái cây dây phủ cái cây cổ thụ đó. Đó là những cái điều kiện phân nước, thời tiết, rồi không có bị tổn hại, không sâu bọ, không đục phép đó, thì nó sẽ lớn mạnh và nó sẽ to lên. Thì dục thần túc hay là cần thần túc đó, thì con nghĩ rằng những cái pháp này nó là những cái pháp mà khi mà sanh khởi nó có những cái điều kiện đầy đủ thì nó sẽ hiện hữu. Mình thấy như là Đức Phật này nói rằng một cái người nông dân vậy đó, cày bừa rồi gieo giống rồi phân nước, với thời gian thì cây lúa nó được thu hoạch. Dù là người đó không có thần thông kêu lúa lên, nhưng mà với năm tháng ngày giờ thì lúa nó vẫn mọc, vẫn lớn và nó vẫn có kết quả, vì nó có những cái điều kiện thuận lợi. Thì con nghĩ rằng những cái dục thần túc hay là những cái tâm thần túc ấy, thì nó cũng là những cái điều kiện mà đầy đủ những cái điều kiện đó thì nó sẽ hiện khởi. Dục thần túc là cái sự ước muốn để đạt được những cái thần thông đăng ký đạo quả. Khi có sự ước muốn đó thì người ta phải đầu tư vào cái điều đó và họ sẽ thành đạt được. Thì con xin trả lời cái câu của thượng tọa là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sao thuộc cái trường thượng tọa pháp rằng thượng tọa Tuyên Quyền ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuyên Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thứ hai. Thượng tọa Tuyên Quyền, thường khi mình nói đến tu tập đó, mình hay nói đến làm sao mà cho hành động được tốt. Ví dụ mình nói chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chẳng hạn. Còn cảm thọ thì sao? Mình nói khổ lạc ưu hỷ xả, thì người tu có nên huấn luyện cái lý trí mình được rồi huấn luyện cảm xúc không, để chúng ta có nên tạo nên những cái cảm thọ lành mạnh không? Xin kính thỉnh chư tổ. Mô Bích Thai, Mô Tham Ma, Giá Nam Mô Sang Khai, Giá Giờ Thưa, được chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng có cái lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng cái lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Sư Tử Tri, Sư Minh Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện, tinh chánh với tôi là cùng Chư Phật Tử. Và quả thật đây là một vấn đề mà chúng ta không thể thiếu. Sau khi mà chúng ta, tức là chúng ta điều phục về thân, về tâm, hay trước khi mà vào thiền định đó, vào ngồi thiền đó, thì chúng ta điều hòa về thân, về tâm. Và ngay cả vào lúc đó thì chúng ta cũng đã điều phục về khẩu đó, chúng ta cứ về ngữ. Thì nói chung là tâm nghiệp của chúng ta lúc đó, chúng ta cái hành động của mình xuyên qua ba cửa lúc đó nó dừng lại. Thì đặc biệt là chúng ta điều phục về tâm. Thì khi mà tâm ở đây, tâm vào giờ đó chúng ta ghi nhận, nếu như hơi thở ra vào ghi nhận của sắc, hoặc chúng ta ghi nhận được cái cảm xúc của mình, nó vui buồn khổ lạc gì đó, và chúng ta biết của mình đang lạc, thì chúng ta lập tức là chúng ta vẫn tiếp tục trở về ghi nhận cái cảm giác lạc, cái cảm giác hỷ, và ngay cả cảm giác khổ, cảm giác bất lạc, bất khổ, vân vân. Thì những cảm thọ đó chúng ta chỉ bằng xuyên qua cảm xúc của mình cảm nhận như thế, và chúng ta về chánh niệm để ghi nhận nó đang diễn tiến. Nói đến đây thì chúng ta mới thấy được một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì khi mà thân xong thì chúng ta biết là khi mà thân chúng ta được tốt đẹp thì thời cảm thọ sẽ xuất hiện. Mà khi cảm thọ hay là cảm xúc nó xuất hiện, vì thử sau khi chúng ta điều hòa về hơi thở, điều hòa về thân, điều hòa hơi thở, và chúng ta điều hòa về tâm, và chúng ta thở ra thở vô, hay là chúng ta theo dõi cái tâm của mình, thì lúc đó
cảm xúc nó khác. Nó khác hơn chúng ta buông trôi, hơn chúng ta cho nó, và chúng ta không có kiểm soát. Và khi chúng ta hướng tâm, khi chúng ta hướng tâm thì đây chính là một cảm thọ. Nếu như chúng ta hướng tâm bởi vì nó thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, là chúng ta đã có một cái khắc chế, hay chúng ta có một cái điều phục trước đó rồi, thì lập tức tâm nó sẽ khởi sinh lên cái một cái cảm xúc. Và xúc đó tức là do tâm đó tạo ra. Tâm tạo ra đó chính là, và tự xúc sanh ra thọ này. Nó cảm thọ nó tươi, nó mát, nó vui, nó buồn, vân vân, thì chúng ta biết ghi nhận nó. Và đặc biệt tức cảm thọ này, cảm thọ, cảm thọ lạc và cảm thọ hỷ, ngay cả nó đưa đến cái trạng thái hân hoan mà chúng ta trong kinh văn nói rằng nó khinh an, cái thân tâm khinh an, nó tướng mát, nó nhẹ nhàng, và nó phiêu, nó làm cho ta rất là đặc biệt. Thì cảm thọ này thì chúng ta biết để giữ gìn cho nó đừng có khởi sanh phiền não. Tức chúng ta thí dụ giờ mát quá, chúng ta thích gió hiu hiu, chúng ta cảm thấy nó mát mát nhẹ nhẹ, thì cảm giác đó, cảm thọ đó, thì chúng ta biết là cảm thọ nó không lành mạnh của gia súc, của thân này với thời tiết, mà chúng ta cảm thấy nó vừa lòng, thì đó là cảm thọ bất thiện, mà nó được hỷ lạc khởi sanh, thì chúng ta biết đây là một điều không tốt. Còn cái cảm thọ mà tâm nó nhẹ nhàng, tâm nó khoan khoái, tâm nó không bị tham bị sân dẫn đường, không bị tham bị sân dẫn đầu, cái trạng thái đó nó có thể nói rằng nếu như chúng ta chịu khó chúng ta tu thì chúng ta sẽ mới cảm nhận được. Bởi vì cảm thọ này, bởi cảm thọ đó, cảm xúc cảm thọ, thì người có cảm xúc, người có cảm thọ hiểu được cái giá trị cái cảm xúc cảm thọ đó. Mà nếu như cảm xúc đó mà nó xuyên qua về sự tu tập, thì ở đó chúng ta thấy tâm của chúng ta hoan hỷ, nó xúc, nó thọ hỷ, và xúc hỷ này thì nó đưa qua cũng cảm thọ rất là đặc biệt, cũng hỷ. Nếu như xúc lạc thì nó cũng đưa qua cảm thọ lạc. Rồi như thế mà cảm thọ này nó không liên hệ đến bất thiện, không liên hệ với tham, với sân, không liên hệ với cái sự phẫn uất, hay không liên hệ tới cái sự tìm tòi mà buông trôi cảm xúc cho tham ái khởi sanh, thì xem như đó là một cảm thọ lành mạnh. Thì trong sự tu tập, cái giá trị cảm thọ hay cái giá trị xúc, xúc sanh thọ này là một giai đoạn, là một vai trò hết sức quan trọng. Nếu như chúng ta chịu khó chúng ta tập trung, chịu khó chúng ta quan tâm, chịu khó chúng ta chú ý, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp, sẽ được, chúng ta đúng như lời chúng ta đã nói, cảm thọ nó lành mạnh, nó đưa cái trạng thái hân hoan hỷ lạc khởi sanh của thân tâm này, mà do thân an và thân an tâm an đó, nó đưa đến chúng ta một cảm thọ, có thể nói rằng là từ chỗ lành mạnh cảm thọ tốt đẹp này, và từ đó chúng ta mới tiến triển đến các chi thiền, và ngay cả là chúng ta mới có một cái sự tiến tu mạnh mẽ. Nếu chúng ta tu thiền quán thì mới dẫn dắt được những cái tâm đại thiện nó khởi sanh, hợp với những cái tâm đạo của siêu thế, thì chúng ta mới chấm dứt cái phiền não, và chúng ta thành tựu cái quả vị giải thoát. Thì kính bạch thượng tọa, chính là đối điều thiện ý của con là như vậy. Nếu có gì không có tốt thì kính cũng thỉnh thượng tọa con xin trình bày như vậy. Nam mô Bồ Tát giác. Sa thú kính trình thượng tọa tuyệt quyền. Sư Minh Thông ơi, muốn hỏi Sư Minh Thông một điều là phải chăng là ở trong ngành giáo dục ngày nay, nhất là tại các quốc gia Tây Phương,
thì chúng ta học về vật lý nhiều hơn tâm lý. Sư Nguyên Thông có thấy như vậy không? Đa số chúng ta học, chúng ta chỉ học về vật nhiều thôi. Tâm lý cũng có học bởi ích, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn cung kính đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ chư vị giảng sư trong đạo tràng. Kính thưa sư phụ, lời nói của sư phụ con thấy rất có đúng. Là vì ở bên Việt Nam thì con master về cái phần philosophy. Nhưng mà khi con qua Mỹ thì những cái ngành mà tâm lý hay là psychology thì nó có dạy, cũng có dạy. Còn philosophy hay những ngành về mà về tâm học đó, thì bên Mỹ dường như không có. Ngay cả những cái trường mà thí dụ như là St. Louis University, con vô con ghi cái chương trình PhD về philosophy, nó không có. Thành ra con phải qua bên PhD về giáo dục. Vì vậy cho nên ở tất cả nước Tây Phương thì nó chú trọng về khoa học của thưa sư phụ. Thí dụ như học về kỹ sư hay là tiến sĩ về kỹ sư máy hay kỹ sư gì đó, hay là vật lý gì đó thì đều có. Nhưng còn những cái học, những môn học trừu tượng thì con không biết bên Pháp sao, con không có vào ngành giáo dục của Pháp mà chỉ ngành giáo dục của Mỹ mà thôi. Cho nên thì con thấy cái khuynh hướng của Tây Phương thì nó thiên về giáo dục. Bởi vì vậy cho nên về phân diện tâm học thì nó không có. Bởi về tâm học chỉ có bên Ấn Độ hay là những cái nước như là Miến hay là Sri Lanka. Còn cái môn học mà thuộc về cái trường thì họ không thấy có cái ích lợi gì, thưa sư phụ. Và những giáo sư về triết học hay tâm học bên nước ngoài không có lãnh lương nhiều, mà ngược lại là bác sĩ hay kỹ sư nhiều. Vì cho nên cái này nó hai bên cái Đông và Tây nó khác nhau. Mà không biết bây giờ bên Đông Phương không có, chắc cũng có cái khuynh hướng bây giờ nghiêng về khoa học như bên Tây Phương. Chứ còn đi vào những con đường mà tâm học hay là những cái điều đó này, thì cái hạnh phúc của những người mà có cái tâm hiền thiện thì dường như là ít người được còn để ý hơn. Cho nên họ khuyên về vật chất, cho nên đi vào những cái ngành nào mà về khoa học để kiếm được nhiều tiền hơn. Con thấy là như vậy, thưa sư phụ. Những cái điều mà con nói ra thì do cái kinh nghiệm con học ở Việt Nam và học ở Mỹ, chứ còn không có thể nói là đại diện cho một cái chân lý nào có thể sai lầm. Con xin trao mái lời cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói không đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đến lắng ta nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thú, kính trực sư Nguyên Thông. Bạch chư Tôn Đức và chư Phật tử, đôi khi chúng ta học những đề tài này như là sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh, hay là sự tương hợp của thuộc tánh đối với các tâm, thì chúng ta nghe dường như là nó không có lợi lạc gì, nó không có liên hệ nhiều. Như là chúng ta học về tứ diệu đế, bát chánh đạo với định tuệ, hay là thiện chỉ, thiện quán, vân vân. Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, những môn học này đều có liên hệ với nhau hết. Thí dụ như là nếu chúng ta đi xa hơn về giáo lý duyên khởi, một giáo lý rất là quan trọng, vô minh duyên cho hạnh, hạnh duyên cho thức, rồi thức duyên nhân sắc duyên lục nhập, duyên xúc, duyên thọ. Vậy thì những đề tài này, nếu mà chúng ta có được thắng pháp, một thắng pháp thì chúng ta sẽ nhìn với những góc cạnh tinh tế hơn và chúng ta hiểu nhiều hơn. Rất là mong là quý Phật tử khi mà học thắng pháp nên kiên nhẫn một điều là khoan đưa ra kết luận
chúng tôi thấy phần đông một số các vị học thắng pháp có vấn đề là học thời gian các vị bỏ, các vị nặng, các vị nghĩ rằng ồ nó không có lợi ích gì hết, tại sao mà mình cần cái những thứ đó, và mình không học thứ đó cũng biết Phật pháp mà sao tại sao mình cần những như vậy. Thì đối với điểm này chúng tôi muốn dùng một cái thí dụ, đó là ngày xưa đó thì người Việt Nam của chúng ta chú trọng về trên từ Hán Việt nhiều. Có nhiều người có cái khuynh hướng là chống chữ Hán. Bây giờ phải chống chữ Hán, mình nói cái gì nói thành chữ Nôm hết đó, cho khỏe, đừng để chữ Hán. Nhưng mà rồi sau thời gian thì chúng ta thấy rằng tiếng Việt mà không có chữ Hán thì nó cũng có cái nghèo nàn, nó cũng có cái thiếu. Thật ra nói về ngôn ngữ mà mình học mà mình thiếu chữ Hán, thật ra mình cũng bị hạn chế lắm. Dạ, mình cũng hạn chế nhiều thứ. Mặc dù khi mà mình học mình thấy rằng mình là người Việt Nam, mình đâu cần cái chữ Hán trong tiếng Việt, trong chữ Nôm mình có rồi, mình đâu cần cái chữ Hán. Không phải như vậy. Nó có sự liên đới qua lại. Chúng tôi nhớ là bây giờ người ta dùng cái chữ Tặc. Chữ Tặc là chữ mà rất là phổ thông. Ngày xưa chữ Tặc đối với tiếng Việt Nam của chúng ta là cái chữ rất là nặng. Ví dụ nó bần cùng sinh đạo Tặc. Bây giờ thì những người mà làm khai thác phi pháp cái gì cũng là Tặc hết. Đi bắt chó gọi là cẩu Tặc. Rồi đi đúng của, đi giả của đường gọi là lâm Tặc. Đi khai thác cát ở dòng sông gọi là cát Tặc. Rồi thả đinh dọc đường là đinh Tặc. Chứ Tặc sai đủ thứ hết. Dạ. Hay hoặc giả là người ta dùng chữ hoành tráng. Dạ. Ăn thì cũng, bữa ăn cũng hoành tráng. Các nhà cũng hoành tráng, mặc áo hoành tráng. Như ngày xưa thì bốn lĩnh vực chúng ta đều có một cái tính từ, một cái trạng từ riêng, chứ không có cái nào mà cũng dùng cái chữ mình xài nhiều như bây giờ. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng một phần đó là do những người trẻ bây giờ thì họ lại không có chú trọng về chữ Hán, và họ có chữ nào xài thoải mái thôi, xài cái vô tư đó. Đôi khi nó thiếu 47 đi, và mình nghe cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà chữ đúng sẽ xác nhận đó là thời đại bây giờ. Ý chúng tôi muốn nói tại đây rằng mặc dù là chúng ta là người Việt mình xài chữ Nôm được, nhưng mà phải nói rằng bất cứ ai, bất cứ thời đại nào thì cũng thấy rằng có chữ Hán giúp ích rất là nhiều. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta học về tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên hay về nghiệp báo v.v. thì chúng ta không cần tới thắng pháp cũng thể hiểu được. Tuy nhiên nếu thắng pháp thời gian rồi thì chúng ta thấy rằng những môn học này đó nó lại có lợi cho chúng ta rất nhiều phương diện lắm. Thí dụ hồi nãy chúng tôi nói quý vị nghe một cái khái niệm về sankhara, về pháp hữu vi. Dạ, cái pháp hữu vi là pháp tập khởi. Chỉ tập rất là hay. Chỉ tập có nghĩa là gồm nhiều thành tố, chứ một thành tố chỉ là sanh khởi thôi, nhưng mà nhiều thành một yếu tố đơn lẻ không là tập khởi. Dạ. Thì cái tập khởi chúng ta cũng không biết là nếu mà mình nói tiếng Nôm sao cho nó hay, những chữ tập khởi, chữ Hán rất là hay, đó là một cái sự sanh khởi với một cái sự cộng sanh của nhiều nhân nhiều duyên, cho nó rất là tập khởi. Và ở trong Phật pháp á, thì giải nói về điều này thì chúng ta phải nói đến thắng pháp cho chúng ta thấy rằng dù là tâm pháp hay sắc pháp, tức là danh pháp, sắc pháp, vật chất hay là tâm thức, nó là một của nhiều yếu tố. Hồi nãy sư thầy Từ Siêu mới đề cập là một sanh lên tối thiểu cũng phải có 7 thuộc tánh biến hành, tự tha biến hành tối thiểu, và một thuộc tánh và một đơn vị vật chất sanh lên thì phải có tối thiểu phải có tam sắc bất ly. Những điều đó nó chỉ được khẳng định rất rõ qua thắng pháp. Mà qua kinh tạng thì chúng ta sẽ nói chung chung là pháp hành là pháp sanh khởi do nhiều nhân nhiều duyên, nhưng nhân duyên đó là gì đôi khi chúng ta không đề cập đến.
Vì vậy chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ rất là kiên nhẫn với thắng pháp. Về lâu về dài thì chúng ta sẽ thấy cái lợi lạc rất là lớn của môn học này. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chân Chư Tôn Đức đã vào Rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Ngày mai này chúng ta sẽ có bài của giáo trình văn ngữ của Thượng Tọa Thiền Sư, thưa quý vị. Sa thụ lành thai. Con Lan Nhật Nguyệt, thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý ốp để ủng trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho Tôn Đức thân tâm thường lạc, thọ sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các thường chứng pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Yang kinci kusala kamang kapa pagiriya mamakaye na vaja manasa didase sukatang katang yeta pasanyino atiye yasata asanyino katang gunya palang mayan sape paki pawantute yetang katang suwitang gendang gunya palang mayan yeta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.